Rồi tiếp theo một cây toàn cầu, có cái tàn đó nè, thấy chưa, tàn khổng lồ luôn nha, giá thì chỉ có 200k thôi nha quý vị. Rồi còn có một cây hai cây nữa là hết luôn rồi, thì cao lên đó là khoảng 3 tấc nha quý vị, từ dưới gốc lên ngọn 3 tấc nha. Đó, một cây toàn cầu, cây này nó già thì có bông màu trắng nha quý vị. Rồi gốc nó đây đó, tàn nó đây, 200k một cây toàn cầu nha. Đây rồi, xin kết thúc.